người nhặt rác bị sát hại trong khu chứa rác thải. Sau khi xảy ra mâu thuẫn với tài xế xe chở rác, người nhặt rác tử vong trong khu chứa rác thải. Chiều tối mùng 3 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ án mạng xảy ra tại bãi chứa rác ở xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Nạn nhân là anh H. S. T. A., 37 tuổi, trú xóm 2, xã Nghi Yên, là người nhặt rác. Qua điều tra ban đầu cho thấy, chiều mùng 3 tháng 3, anh Thia đến bãi chứa rác thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An để nhặt rác. Trong quá trình phân loại, nhặt rác, anh Thia có mâu thuẫn với tài xế lái xe chở rác là Nguyễn Chí Tuấn, 28 tuổi, trú xã Hưng Đông, thành phố Vinh. Sau đó, người dân phát hiện anh Thia đã tử vong trên bãi chứa rác. Trên thi thể anh Thia có vết đâm vào vùng cổ, nghi hung khí gây án là tu vít. Được biết, hoàn cảnh gia đình của anh Thia thuộc diện khó khăn, anh thường đi nhặt rác mưu sinh. Hiện nghi phạm Nguyễn Chí Tuấn đã bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.